Hơn 200.000 trên tổng số gần 400.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm ra trường không tìm được việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên tăng cao đặt ra yêu cầu đổi mới chất lượng giáo dục gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Một cách làm chủ động theo hướng giảng dạy theo nhu cầu của sinh viên mà chúng tôi đề cập sau đây là một hướng đi thiết thực trong lĩnh vực này. Lần đầu tiên có một trường đại học cam kết sẽ đào tạo những kiến thức và kỹ năng sinh viên đặt hàng để sau khi ra trường có thể đáp ứng được ngay đòi hỏi của nhà tuyển dụng mà không phải đào tạo lại. Xác định nhu cầu của thị trường lao động là do các cơ quan doanh nghiệp quyết định, nhà trường đã mời các doanh nghiệp đến trực tiếp hướng nghiệp cho sinh viên, sau đó cho sinh viên quyền được đặt hàng nhà trường đào tạo theo đúng những gì mà doanh nghiệp đang cần. Đối với công nghệ thì chúng ta biết là công nghệ nó thay đổi hàng năm. Năm này thậm chí có thể hàng tháng. Cho nên có thể thậm chí là trong một học kỳ chúng tôi có thể là xin phép với nhà hội đồng của nhà trường là thay đổi được cái nội dung của môn học này, nội dung môn học khác để nó phù hợp nhất với cái yêu cầu của thị trường. Như vậy tức là cái mục tiêu không những chỉ cho sinh viên mà còn cho nhà trường nữa. Và thông qua đó thì chúng tôi mong muốn là 100% sinh viên khi ra trường có việc làm. Đây được xem là cách làm khá mới mẻ nhưng mang lại hiệu quả, giải quyết được tình trạng lãng phí nguồn nhân lực hiện nay. Rất nhiều sinh viên đã xác định được những kiến thức, kỹ năng và thái độ mình cần trang bị ngay từ năm thứ nhất. Và chỉ đến năm thứ ba, các em đã được doanh nghiệp tuyển dụng và nhận thực tập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bản thân em thì đã được các công ty nhận vào từ hồi năm 3, nên là em cảm thấy là những cái buổi tọa đàm này thực sự là rất là cần thiết. Khi mà vào trường Đại Nam ấy, thì em xác định là mình chỉ học công tin vì sở thích của bản thân, chứ không định hướng được là sau này mình sẽ làm gì. Nhưng mà sau khi được nhà trường tổ chức các buổi tọa đàm như này thì em cảm thấy mình thực sự may mắn khi mà được tham gia nó, vì em có thể định hướng được công việc nghề nghiệp trong tương lai, cũng như hiểu được rằng các công ty Việt Nam hiện nay cần những điều gì để em có thể đặt hàng với nhà trường. Vài năm gần đây thì chúng tôi đã thực hiện cái phương pháp là kết hợp với các trường đại học tổ chức cho các em học tập, thực hành và chúng tôi chuyên linh tại doanh nghiệp ngay khi các em còn ở chính ghế nhà trường, và sau đó thì chúng tôi tuyển dụng từ chính cái lực lượng đấy. Bên cạnh những cách làm chủ động như thế này từ phía nhà trường thì hàng năm chúng ta vẫn cần có những số liệu về nhu cầu lao động từng ngành nghề để các trường đại học cao đẳng căn cứ vào đó điều chỉnh quy mô đào tạo và sinh viên căn cứ vào đó điều chỉnh khuynh hướng lựa chọn nghề của mình. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong một động thái nhiều khả năng sẽ